mẹ rửa nhá. Thank you.
Mũi trẻ đấy á. Có gì mình làm một cái lỗ kia. Đi ra ăn sao mà hả? Ăn sao mà ăn gì? Thôi có mua bánh mì không? Hay mưa rồi nhỉ? À. Cái gì? Chính là thứ này, con muốn ăn thứ này. Đem đây mẹ rửa cho. Thứ đã để mẹ lo cho rửa. Hả? Ơ sao không xịt mẹ rửa mà. Ơ? Con đâu đấy? Đây cầm đấy. Ra là thích rửa rồi. Để tí nữa nó chảy hết xong là con cho cái này hình đây cho mẹ nhé. Hả? Đâu đem bỏ đây nhé. Ăn đi. Mấy cái xà lịch. Có múc nước giữ cái đĩa này. Chấm vừa ăn cay nhá. Con đi chấm. Hả? Con đi chấm đâu? Súp cái này. Đâu? Hả? Súp này. Đổ vừa thôi, không cay đấy. Ui, đã đổ nhiều rồi. Thank you.
Sạch đâu? Tôi dán với, có biết dán đấy. Tôi dán. Tôi đã để cho nó vào. Đấy không? Mẹ ăn cơm. Con đi. Mà cay. Rồi không cay. Không cay nữa.
Thank you.